Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về top 10 quốc gia lớn nhất tại châu Á. Nếu mà chỉ suy nghĩ và kết luận một cách bình thường thì có lẽ nhiều người sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Trung Quốc là đất nước lớn nhất tại châu Á. Nhưng sự thật, Trung Quốc lại không phải là quốc gia lớn nhất ở châu lục này. Và đó là đất nước nào? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Và chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược. Và cũng xin được nhắc lại là những quốc gia lớn nhất châu Á, nếu mà so sánh diện tích với Việt Nam thì sẽ ra sao? Việt Nam nằm ở vị trí thứ bao nhiêu khi mà so sánh với họ? Ở vị trí thứ 10 đó là Thổ Nhĩ Kỳ với diện tích 759.805 km2 tại châu Á. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia liên lục địa Á Âu và phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc châu Á chiếm 97% diện tích và như chúng ta đã nói đó là hơn 750.000 km2. Chúng ta đang xét theo cách này, thế nên đừng ngạc nhiên khi Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trong danh sách. Cái phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Âu thì chỉ chiếm có 3% diện tích của họ mà thôi. Lãnh thổ của cả đất nước Thổ Nhĩ Kỳ trải dài trên 1.600 km và rộng trên 800 km. Lãnh thổ này có hình dạng gần giống với hình chữ nhật. Nếu mà đơn thuần chỉ xét về mặt diện tích thuộc châu lục nào nhiều hơn thì tính là thuộc châu đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một quốc gia châu Á. Tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ mang hơi hướng châu Âu nhiều hơn. Họ là một trong những thành viên sớm nhất của NATO, là thành viên của nhiều tổ chức tại châu Âu. Nguyên nhân là bởi sau khi nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập thì họ đã định hướng Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia phương Tây. Có thể nói Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước nằm tại châu Á nhưng lại luôn suy nghĩ mình là châu Âu. Đất nước lớn thứ 9 tại châu Á đó là Pakistan với diện tích 882.000 km2. Pakistan thì tách ra từ Ấn Độ thuộc Anh trước kia và đây là một nước Hồi giáo thuộc khu vực Nam Á. Họ giáp với vịnh Oman, giáp với biển Ả Rập, có chiều dài đường bờ biển trên 1.000 km. Ngoài ra, đất nước Pakistan còn giáp với những quốc gia khác đó là Afghanistan, Iran, Ấn Độ, Trung Quốc. Và đất nước này thì luôn được nhắc đến với những bất ổn chính trị, quân sự, với những bạo loạn khủng bố. Mặc dù trên thực tế, Pakistan đã có rất nhiều sự thay đổi và trở nên bình yên hơn nhiều so với chính họ trong quá khứ. Pakistan là một quốc gia rất đa dạng về mặt địa hình. Họ có từ đồng bằng, từ cao nguyên, từ sa mạc cho đến biển đảo. Tuy vậy, đa phần diện tích của đất nước vẫn là đồi núi. Cộng hòa Hồi giáo Pakistan là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Lớn thứ 8 tại châu Á là Indonesia với phần diện tích nằm tại châu Á xấp xỉ 1,5 triệu km2, còn toàn diện tích là hơn 1,9 triệu km2. Nếu mà tính toàn diện tích thì Indonesia là đất nước lớn thứ 14 trên thế giới. Nhưng tại sao lại nói là Indonesia có một phần diện tích tại châu Á? Bởi vì vẫn còn một số đảo, quần đảo của Indonesia nằm tại châu Đại Dương. Indonesia được mệnh danh là xứ sở vạn đảo bởi vì lãnh thổ nước này đúng là có đến hơn một vạn hòn đảo thật. Và dân số của họ ước tính là khoảng 280 triệu người, xếp thứ 4 trên thế giới, sau Ấn Độ, sau Trung Quốc, sau Mỹ và đứng thứ 3 ở châu Á. Diện tích, khí hậu nhiệt đới cùng hình thế địa lý quần đảo của Indonesia khiến nước này có mức độ đa dạng sinh học rất lớn. Chúng ta cứ hình dung như thế này, mỗi một hòn đảo nằm tách riêng nhau, nằm biệt lập như vậy thì nó lại tạo ra một sự đa dạng sinh học rất lớn. Indonesia cùng với Brazil là những nước đa dạng sinh học hàng đầu trên hành tinh. Tuy vậy, Indonesia những năm gần đây liên tục phải đối mặt với nạn cháy rừng và con người đang tàn phá thiên nhiên rất lớn. Lớn thứ 7 tại châu Á là Mông Cổ với diện tích 1.564.110 km2. Mông Cổ là một quốc gia trải dài từ Trung Á sang Đông Á. Phía Bắc nước này giáp với Nga, ba phía còn lại thì được bao quanh bởi Trung Quốc. Mông Cổ không có đường biên giới chung với Kazakhstan, nhưng có một đoạn Mông Cổ và Kazakhstan cách nhau có 38 cây số nên nhìn trên bản đồ nhiều người nhầm lẫn là hai nước này dính vào nhau. Địa hình của Mông Cổ chủ yếu là thảo nguyên và núi cao, Mông Cổ lạnh và khô. Và đất nước này lại có biệt danh là vùng đất của bầu trời xanh. Bởi vì ở Mông Cổ, người dân được tận hưởng hơn 250 ngày nắng mỗi năm. Tuy nhiên, như đã nói, bầu trời xanh không phải lúc nào cũng gắn liền với sự ấm áp. Khí hậu ở Mông Cổ rất khắc nghiệt. Dù hầu hết lãnh thổ Mông Cổ được ánh nắng chiếu vào, nhưng nhiệt độ đó là vào mùa hè còn dễ chịu. Còn vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm sâu đến hàng chục độ C, đương nhiên là hàng chục độ âm rồi. Trong đó, thủ đô Ulaanbaatar được mệnh danh là thủ đô lạnh nhất trên thế giới.
Người dân Mông Cổ thì chuyên chăn thả gia súc như là lạc đà, bò, ngựa, cừu, dê, nổi tiếng với cuộc sống du mục. Họ rất trân trọng và xem ngựa như người bạn tốt nhất của mình. Từ hàng ngàn năm trước, họ đã di chuyển thường xuyên để tìm những đồng cỏ tốt, khai thác điều kiện thuận lợi, phục vụ cho việc chăn nuôi. Lớn thứ 6 tại châu Á, đó là Iran. Iran có diện tích gần 1,65 triệu km2. Iran trước đây còn được gọi là Ba Tư, là một trong những nền văn minh cổ nhất ở trên thế giới. Iran thì giáp với những đất nước như là Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là Iraq. Iran và Iraq có đường biên giới chung rất dài, dài đến 1.450 km. Và Iran và Iraq đôi khi bị nhầm lẫn bởi vì tên gọi thì chỉ khác nhau cái phần sau thôi. Cũng là Y, một ông là Ran, một ông là Rak. Nhiều người có thể nhầm lẫn hoặc là tưởng hai quốc gia này có chung nguồn gốc, nhưng mà thực ra đây lại là hai nền văn hóa, lịch sử rất là khác nhau. Lãnh thổ Iran phần lớn là các dãy núi lởm chởm chia tách các khu vực cao nguyên. Nước này có nguồn tài nguyên dầu mỏ, có quân đội hùng mạnh và đặc biệt Iran thì không biết sợ ai. Lớn thứ 5 tại châu Á đó là Ả Rập Xê Út với diện tích 2.149.690 km2. Có thể nói là gần 2,15 triệu km2. Đây là quốc gia rộng lớn thứ nhì trong thế giới Ả Rập. Thế giới Ả Rập thì không chỉ có các nước châu Á đâu. Thế giới Ả Rập còn có cả những nước Bắc Phi nữa. Và lớn nhất trong thế giới Ả Rập đó là một quốc gia tại Bắc Phi, đất nước Algeria. Và lớn nhì là Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út chiếm diện tích đến khoảng 80% diện tích của bán đảo Ả Rập. Bán đảo Ả Rập lại là bán đảo lớn nhất trên thế giới. Ả Rập Xê Út nổi tiếng với những sa mạc rộng lớn. Dù có địa hình và khí hậu khô cằn, nhưng Ả Rập Xê Út lại sở hữu một hệ sinh thái đa dạng, với hầu hết các sinh vật đều thích nghi tốt cùng điều kiện khắc nghiệt vùng sa mạc. Dầu mỏ lần đầu tiên cũng được tìm thấy tại quốc gia này vào năm 1938, biến những vùng sa mạc cằn cỗi đã nở hoa. Lớn thứ 4 tại châu Á là Kazakhstan, với diện tích 2,6 triệu km2. Kazakhstan là một quốc gia non trẻ, họ tuyên bố độc lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1991 và là nước Cộng hòa cuối cùng của Liên Xô thực hiện điều này. Diện tích của Kazakhstan tương đương với diện tích của vùng Tây Âu và đây là quốc gia nội lục, tức là quốc gia không giáp biển lớn nhất trên thế giới. Riêng vùng thảo nguyên của Kazakhstan đã chiếm diện tích lên đến 804.500 km2 rồi. Tức là vùng thảo nguyên này mà tồn tại độc lập thì cũng đủ để trở thành quốc gia đứng ở thứ 10 trong số những quốc gia lớn nhất tại châu Á. Đất rộng nhưng mà người thì ít nên Kazakhstan có mật độ dân cư rất là thưa thớt. Kazakhstan thì giáp với những gã khổng lồ như là Nga, Trung Quốc, giáp với những nước xung quanh nữa đó là Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Và Kazakhstan cũng có đường bờ biển với biển Aral và biển Caspi, thực chất là hồ Caspi. Do có khí hậu ở lục địa, tức là không giáp biển, nên là nhiệt độ trong năm của Kazakhstan chênh lệch nhau rất là lớn. Mùa hè nhiệt độ cao, còn mùa đông nhiệt độ lại xuống rất thấp, có lúc là hơn âm 20 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng là rất lớn. Lớn thứ 3 tại châu Á là Ấn Độ, diện tích gần 3,3 triệu km2, tức là lớn khoảng gấp 10 lần diện tích của Việt Nam. Địa lý của Ấn Độ rất là đa dạng, gồm nhiều miền khí hậu đặc biệt, từ những dãy núi phủ tuyết cho đến những sa mạc, có cả rừng mưa nhiệt đới, có cả đồi, có cả cao nguyên. Ấn Độ cũng có đường bờ biển dài đến hơn 7.500 km và Ấn Độ vươn ra một trong những đại dương của thế giới, trùng tên với đất nước này luôn, Ấn Độ Dương. Dãy Himalaya là dãy núi cao nhất trên thế giới, có đỉnh Everest cao nhất trên biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Ấn Độ thì không sở hữu đỉnh Everest, nhưng từ dãy núi Himalaya thì đã tạo thành biên giới Đông Bắc Ấn Độ, tách đất nước này khỏi vùng Đông Bắc Á và chính với anh bạn hàng xóm ồn ào Trung Quốc. Con sông Ấn, con sông Hằng từ dãy Himalaya đã đem về nguồn nước tưới cho một vùng đồng bằng rộng lớn, hình thành văn hóa của người Ấn Độ. Đất nước có diện tích lớn thứ hai trên thế giới đó là Trung Quốc, gần 9,6 triệu km2. Trung Quốc có diện tích lớn gấp 29 lần Việt Nam, từ Bắc xuống Nam có chiều dài là 4.000 km, từ Đông sang Tây là 5.000 km và Trung Quốc có đường biên giới chung với 14 quốc gia. Địa hình Trung Quốc nhìn chung có khoảng 60% diện tích là núi cao trên 1.000 mét và phía Tây thì rất là nhiều đồi núi, từ đó thì thấp dần về phía Đông. Trung Quốc là quốc gia lớn thứ tư trên thế giới về diện tích,
sau Nga, sau Canada và sau Mỹ. Thực tế là số liệu về diện tích của Trung Quốc hơi khác nhau, tùy vào việc người ta lấy số liệu từ các biên giới mập mờ mà Trung Quốc vẫn đang tranh chấp với các quốc gia hàng xóm của mình. Phía Trung Quốc đã đưa ra con số chính thức là 9,6 triệu km2, tức là quốc gia này chỉ nhỏ hơn một tí ti so với Mỹ mà thôi. Vị trí địa lý của Trung Quốc nhìn chung là thuận lợi để tạo ra một cường quốc hưng thịnh trong suốt chiều dài lịch sử của họ. Trung Quốc có hơn 5.000 năm lịch sử và là một trong bốn nền văn minh cổ đại cùng với Lưỡng Hà, Ai Cập và Ấn Độ. Trung Quốc vẫn luôn được coi là cường quốc ở trong xuyên suốt chiều dài, có ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Và để có được điều đó thì vị trí địa lý của Trung Quốc rất quan trọng. Vậy bây giờ đất nước nào lớn nhất tại châu Á? Cứ tưởng Trung Quốc là lớn nhất rồi nhưng vẫn còn một nước lớn hơn, đó là Nga. Mà chính xác hơn là phần diện tích của nước Nga tại châu Á. Phần diện tích của nước Nga tại châu Á là hơn 13 triệu km vuông. Của Trung Quốc chỉ là 9,6 triệu thôi. Và đó là một con số bỏ xa hoàn toàn. Nga có 77% diện tích ở châu Á, nhưng đa phần cư dân thì lại sống tại châu Âu. Thế nên đến bây giờ thì người ta vẫn tiếp tục tranh cãi Nga là một nước châu Á hay Nga là một nước châu Âu. Tính theo dân số thì rõ ràng Nga là một nước châu Âu. Bởi vì phần dân số sống tại lãnh thổ châu Á của Nga rất là ít. Ở lãnh thổ châu Á của Nga là gì? Đó là vùng Siberia rộng lớn, khu vực Viễn Đông thì nhìn chung cư dân rất là thưa thớt vì khí hậu khắc nghiệt, rất là lạnh, chả có gì để mà sống. Mật độ chỉ khoảng 2,5 người trên 1 km vuông. Ngày xưa mà người Nga nào đến với khu vực này thì phần lớn là bị lưu đày hoặc đó là những tù nhân. Vậy còn Việt Nam, Việt Nam của chúng ta với diện tích hơn 330.000 km vuông thì diện tích này đứng thứ mấy tại châu Á? Việt Nam của chúng ta đứng thứ 19 châu Á về diện tích theo cách tính như này. Và như vậy, sau top 10 kể trên, tức là sau Nga là 1, Trung Quốc là 2, Ấn Độ là 3, Kazakhstan là 4, Ả Rập Xê Út là 5, Iran là 6, Mông Cổ là 7, Indonesia là 8, Pakistan là 9, Thổ Nhĩ Kỳ là 10, thì Việt Nam vẫn còn kém một vài nước nữa. Đó là Myanmar 11, Afghanistan 12, Yemen 13, Thái Lan 14, Turkmenistan 15, Uzbekistan 16, Iraq 17, Nhật Bản 18 và Việt Nam ta nằm ở vị trí thứ 19, tức là cũng thuộc nửa trên bảng xếp hạng của châu Á. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về 10 quốc gia lớn nhất tại châu Á. Nhiều người cứ nghĩ là Trung Quốc nhưng mà không phải. Trung Quốc không phải là đất nước lớn nhất tại châu Á, mà đó lại là Nga với phần lãnh thổ tại châu Á. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ với bình luận viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt